bấy giờ trời đế thích thưa với xá lợi tử thưa đại đức bát nhã ba la mật đa như vậy nghĩa thú sâu xa rất khó tin khó hiểu nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa từ lâu chưa tin hiểu từ lâu chưa tu tập thì nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh từ lâu chưa từng tin hiểu từ Lâu chẳng an trụ thì nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu Hoặc xanh hủy báng là việc có thể xảy ra Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với chân như pháp giới pháp tánh Tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh Định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ từ lâu chưa tin hiểu từ lâu chưa an trụ thì nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với bốn thánh đế từ lâu chưa tin hiểu từ lâu chẳng an trụ thì khi nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc mười địa Bồ Tát, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập, thì khi nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông hoặc 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập thì nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, đối với các hạnh đại Bồ Tát hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, từ lâu chưa tin hiểu, từ lâu chẳng tu tập, thì khi nghe nói bát nhã ba la mật đa chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng là việc có thể xảy ra.